Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Sao mình vẫn tiếp tục quay clip. Mình quay đây là một góc máy bơm. Một góc máy bơm ở trên bể nước nha mình. Bên mình sẽ quay clip cho các bạn. Bên mình sẽ quay clip gọi Kim Bâu. Gọi em bảo là thưa thì thôi. Kim Bâu. Kim Bâu. Hỏi không trả lời, anh em với nhau, anh em như chó, tóc dài quá các bạn ơi. Không dài không các bạn? Tóc dài không các bạn nhỏ? Môi hơi dày. Môi hơi dày một chút. Không sao. Thì một clip đẹp. Thì một clip hay à. Xìa lá 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 lá. Sao các bạn ạ? Ui. Vừa một con nhện nó bơi vào chân mình, thật là đáng sợ. Vâng, đây là Kim Bâu. Loan cất châu. Loan cất châu bất tử. Kim Bâu. Kim Bâu. Hỏi không trả lời, gọi không nghe. Mày có ra đây quay clip với tao không? Phan Tân Nghĩa. Gọi cũng không nghe, anh em nhìn nhau. Anh em với nhau. Anh em với nhau mà không thế mà gọi là em mình à? Em mình mà như thế à? Thế mà là em mình à? Xỉa la 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 la, xỉa la 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 la. Thiêm ơi, thằng em đã quay clip. Bàn sự sống đời đời. Chào các bạn nha, mình sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào một video tiếp theo. Và bây giờ thì bye bye. Đê 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 đê.